Hello các anh em chơi cá săn mồi đang xem video này nha. Thì mình cũng là một tín đồ chơi cá săn mồi nè. Và ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với anh em, đặc biệt là những anh em mới đang tìm hiểu về cái dòng mà cá sấu hỏa tiễn này nè. Thì mình nuôi như thế nào khi mà nó còn nhỏ. Thì khi mà nó còn nhỏ đó thì chúng ta chỉ cần chú ý đến nước thôi và thức ăn. Thì thức ăn thì dễ rồi đúng không ạ? Thức ăn làm sao mình đưa vào vừa miệng nó là ok, là nó quất hết. Cá này ăn khá là tạp, rất là dễ nuôi. Đấy, và cái điều quan trọng là cái môi trường nước như thế nào để mà nó phát triển được cho đến khi nó trưởng thành. Thì nếu mà anh em nào đang có ý định mà chơi cá sấu hỏa tiễn lâu dài đấy, thì các anh em nên xem cái video này, bởi vì nó sẽ theo anh em từ lúc mà mình mới bắt đầu nuôi cho đến khi mà mình chia tay nó. Đấy, thì nó rất là ý nghĩa trong cái video này. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi vào cái vấn đề chính, tức là cái con ga này nó rất là đặc biệt so với những cái con cá khác, ở chỗ là nó có một cái cơ quan hô hấp phụ ở chỗ mà cái phần bàng quang của nó. Thì cái điều này cho phép con ga nó có thể lên lấy không khí trực tiếp trên mặt nước mà không có cần phải lọc qua mang. Đấy, rất là tuyệt vời. Và chính vì cái điều này nó làm cho chúng ta nuôi cá dễ dàng hơn bao giờ hết so với những cái loài cá khác. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nó lên nó lấy không khí trực tiếp trên mặt nước thì chúng ta sẽ không có cần phải bơm oxy cho nó, tức là nó sẽ không cần quá nhiều oxy trong nước, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà anh em thay nước thì anh em sẽ không cần phải quan tâm là mình thay bao nhiêu phần trăm nước. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó hít trực tiếp trên mặt nước được. Đấy, thì chúng ta có thể bơm hoàn toàn 100% nước mới vào cho nó luôn. Đấy, mà anh em sẽ không có sợ là nó bị sốc clo hay là bị sốc nước hay gì hết. Đấy, rất là trâu bò ở chỗ đó. Tại vì sao? Tại vì cái hàm lượng clo trong nước nó sẽ làm giảm cái nồng độ oxy, đặc biệt là những cái loại cá giống như cá vàng ranh chu nè, rồi những cái loại cá chép, cá hồng két, những cái loại cá dĩa vân vân. Thì những cái con này nó hô hấp hoàn toàn qua mang hết, cho nên nó rất là quan trọng ở chỗ này. Còn đối với những cái loại giống như là củ sừng và cá sấu hỏa tiễn thì chúng ta sẽ không cần phải quan tâm. Nhưng mà có một cái vấn đề ở đây là gì? Là khi mà anh em thay hoàn toàn 100% nước mới thì trong nước này, nếu anh em chưa xử lý clo thì nó sẽ còn chất tẩy ở trong đây, và cái chất tẩy này nó sẽ làm cho con cá mình nó bị tuột nhớt, và nhớt của nó sẽ lòng thòng rất là khó chịu. Nếu mà trong hồ mà anh em chơi lâu kiến á thì con lâu kiến nó sẽ nhào lên và nó bọp lấy, nó hút hết nhớt con cá của mình. Thì các bạn biết rồi đó, con cá mà nó hết nhớt thì nó chết queo luôn. Đấy, cho nên khi mà nuôi cá anh em thay nước thì nhớ lưu ý chỗ này. Nhu thì thường thường là nhu chơi hết luôn, nhu thay 100% luôn, nhu chưa thấy con cá cũng như nó bị gì hết, từ lúc nó còn nhỏ cho đến lúc nó bự luôn ấy. Rồi, một cái điều mà nhu muốn nói với các bạn nữa là mình thay nước như thế nào, là chúng ta sẽ thay vào cái khoảng thời gian nào là tốt nhất. Thì thật ra cái giờ nào các bạn thay cũng được hết. Đấy, các bạn không có lo là nó bị sốc nhiệt khi mà trời lạnh hoặc là trời nóng này nha. Cái con này nó cái phạm vi thích nghi của nó rất là rộng, anh em không cần phải lo lắng hay lăn tăn gì hết. Nhưng mà có một cái lưu ý là chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta chạm vào con cá khi mà nó vừa mới ăn xong. Thả các bạn để cho nó nhịn đói các bạn thay nước được, nhưng mà nếu con cá nó ăn xong là các bạn sẽ không có được thay nước. Cái đó là cái nguyên tắc bất di bất dịch. Chỉ có hai cái điều mà chúng ta cần lưu ý đó thôi. Rất là cảm ơn các bạn đang xem video của mình. Lâu lâu các anh em nhớ là nuôi cá này thì phải có lọc nha. Có lọc thì con cá nó mới khỏe mạnh. Và định kỳ khoảng 6 tháng cho tới 1 năm thì các anh em nên vệ sinh lọc, lấy ra xịt rửa cho nó sạch sẽ một lần nha. Đấy, thì đó là cái cách mà Nhu áp dụng và Nhu thấy rất là hiệu quả đối với cái quá trình mà mình chơi cá. Thì chia sẻ ngắn gọn đến đây thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nè. Nếu mà anh em thấy hay thì anh em cho mình một cái lượt đăng ký nha. Cảm ơn anh em.